Sau Hoàng Nhật Đồ Địa xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác cập nhật cái số lượng máy điều hòa di động Sanier. Hiện tại tổng số em còn 368 chiếc máy di động Sanier các bác nha. Tất cả đều là 3 chức năng trong 1. Dòng máy này thì vào mùa hè hay là mùa đông bán cũng rất là chạy. Mùa hè thì các bác dùng để chạy làm mát. Mùa đông thì những ngày nồm các bác mang ra hút ẩm. Đây thì em giới thiệu về một con. Các bác nhìn bảng điều khiển nó có 3 chức năng này: chức năng làm lạnh này, chức năng hút ẩm và quạt gió. Có 3 tốc độ gió: yếu, trung bình và cao. Có chế độ gió tự nhiên, có hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật, có hiển thị thời gian này. Để cánh gió đảo tự động nhé, đảo ngang tự động luôn nhé. Để chiều cao của máy vào khoảng 65 phân, chiều ngang và hơn 20 một tí, chiều sâu thì hơn 30. Máy thì làm lạnh hoàn toàn bằng lốc nhé. Đây là dàn lạnh của nó các bác nhé, dàn lạnh này. Đấy, tất cả dàn lạnh của máy Nhật này đều bằng ống đồng hết nhé. Ống đồng hết, không có cái chuyện là ống nhôm như nhiều bác nghĩ đâu nhé. Đấy. Con này em đánh số đây, có số 3, số 4, số 5, số 16, số 6, 1, 2, 7. Đấy. Quay chi tiết thì các bác nào lấy con nào thì các bác liên hệ nhé. Con này số 7 này, đây, số 2, số 1 này. Chung là nó cũng xem nhau thôi, điện 220V nhé, rất là tiện luôn. Hút ẩm và công suất vào khoảng gần 20 lít một ngày. Để cho các bác xem chi tiết một con nhé. Đây là cái bình chứa nước này. Bình chứa nước này khi mà các bác hút ẩm hoặc là chạy lạnh thì nước nó sẽ vào đây. Đây là thông số của máy nhé. Hút ẩm vào đây, xấp xỉ 20 lít một ngày nhé. Đấy. Công suất điện 330W, con này làm lạnh của nó chỉ vào khoảng 4.000 BTU thôi. Đây là cửa thổi khí nóng này. Đấy, một con máy thì nó cơ bản nó là như vậy. Bên này dàn lạnh này. Đấy. Đây là cái đường thoát nước này. Nếu các bác không muốn nước chảy vào bình thì các bác cho nước chảy đây. Máy làm lạnh hoàn toàn bằng lốc hết. Đấy. Sử dụng ga R22. Ga R22 các bác nhé. R22 này. Rất là dễ sử dụng, dễ nạp. R22 này. Con này thì em bán đồng giá là 3 triệu một con nhé. Các bác thích lấy con nào thì các bác liên hệ. Giá 3 triệu một chiếc, em có số ở đây đây. Máy thì bảo hành 6 tháng, chất lượng thì nó cũng xem nhau thôi. Hình thức thì nói chung là mỗi con một vẻ, nhưng mà nó cũng tương tự nhau, cũng không con nào nổi trội hẳn đâu ạ. Chỉ có là như vậy thôi. Được cái nọ thì nó mất cái kia, nói chung là mỗi thứ con nó một kiểu. Giá 3 triệu chưa phí vận chuyển nha, các bác nào lấy các bác liên hệ. Chào các bác.